hôm nay buổi trưa đang 28 độ nhưng mà sẽ lên 31 độ. Sóng biển buổi trưa rất là động. Không biết chiều nay anh Sinh có thể câu cá được không? Thôi thì ta quay đoạn phim này để dành kỷ niệm của ngày thứ Bảy, 9 tháng 9 2023. Ngày mai là khởi hành về lại Lâm Bè Thủy Cô, coi như hết hè, sang năm mới trở lại vùng biển này. Đó, sóng biển quá trời quá đất, trời ơi, sóng ơi là sóng, sóng quá trời quá đất luôn, dễ sợ luôn, dễ sợ, quá trời đó, quá trời sóng biển. Ôi trời ơi, nhưng mà đẹp, có sóng biển đẹp. Thôi nha, xin chào, tạm biệt. Hẹn Rosalina sang năm mùa hè tháng 7 trở lại. Xin chào.